giới thiệu, tôi là Điệt Sa Lộ, bên đây là bạn Tuấn, chủ quán cà phê thương hiệu Tuấn Coffee. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn cái phương pháp trải nghiệm và chia sẻ cái phần cà phê sạch và cà phê trộn. Sau đây thì chúng ta sẽ làm một cái bài test nhỏ nhỏ phân biệt giữa hai sản phẩm cà phê trộn và cà phê sạch như thế nào. Xin kính mời quý vị và các bạn sẽ đón đến màn hình. Xin cảm ơn anh Việt, tất cả các bạn đang xem phần clip. Sau đây thì mình sẽ làm một cái bài test nhỏ nhỏ để giúp tất cả các bạn, những khách hàng yêu quý và thường xuyên thưởng thức những sản phẩm liên quan đến cà phê, để các bạn có thể cảm nhận bằng trực quan hình ảnh và nhận biết được đâu là sản phẩm sạch, sản phẩm nguyên chất và những sản phẩm trộn đang sử dụng trên thị trường. Sau đây mình sẽ thử cho các bạn bằng hai cốc nước lọc ở nhiệt độ bình thường và sẽ dùng hai sản phẩm, một là sản phẩm cà phê nguyên chất của cà phê Tuấn. Có thể là cho mọi người phân biệt là như thế nào là cà phê trộn và cà phê sạch. Có thể đặt hai cái bát xuống để okay. Đây là bát thì, cà phê nguyên chất đúng không? Cà phê đây sạch. Đây là cà phê nguyên chất của cà phê Tuấn Coffee đang sử dụng tại quán. Cà phê nguyên chất thì nó có màu sáng hơn so với cà phê trộn đúng không? Cà phê trộn nguyên chất thì thưa các bạn, là cà phê nguyên chất thì nó rất tơi, xốp vì sản phẩm không trộn thêm bất kỳ một phụ gia hay là nguyên liệu nào hết. Đơn ra là sản phẩm nhìn có vẻ rất là tơi hơn đúng không? Nhẹ hơn nhiều. Mắt thường các bạn thấy là nó rất đều nhau vì nó máy xay ở một cái kích cỡ là chuẩn. Còn các bạn hướng sang bên này, đây là sản phẩm cà phê trộn của một cái thương hiệu nhìn màu nó đen hơn nhỉ? Ở trên thị trường thì các bạn thấy là bằng mắt thường ta có thể nhìn thấy nó rất là bết bởi vì nó đã cho người ta cho nhiều thêm những cái gia vị hóa phụ phẩm hóa học và những cái các trộn sản phẩm khác để trộn vào những bắp hay đậu tương, bắp này đậu tương làm cho cái sản phẩm nó vì cái lợi nhuận lợi ích nó giảm giá thành và kinh doanh lợi nhuận nó cao hơn, thực ra này rất là nguy hiểm. Thực ra là cái này thì vị nó sẽ đậm hơn chứ, trộn thì nó đúng sẽ rồi. Thế nên có nhiều các bạn với cả tất cả mọi người đang xem clip thì khi mà trộn vào người ta sẽ làm cho cái vị nó đậm đà, tạo độ lợi béo và độ mùi thơm, và tất cả cái đó là cái mùi thơm giả của những cái chế phẩm hóa học thôi, còn đâu là bản chất cà phê nguyên chất thì nó rất là nhẹ nhàng, mùi thơm quyến rũ và nó không lồng. Cái nước cà phê khi pha ra thì nó cũng có cái nước đặc sánh và khi uống mà nó không béo ngậy như là các bạn vẫn nhầm tưởng. Đấy, sau đây thì tôi xin mời các bạn cùng uống vào hai ly nước và tôi sẽ thử nghiệm cho các bạn xem trực tiếp bằng cái đây là trước tiên là một bát cà phê trộn đúng không? Muỗng cà phê trộn. Và chúng ta sẽ cho vào hai ly nước như thế này. Hai ly nước lọc nhé, không màu, các bạn không mùi, không vị. Tâm và để ý bằng mắt thường các bạn ở sẽ đây cảm là ly cà phê nguyên chất. Sau một vài phút thì các bạn sẽ thấy được là vì sao mà cái cà phê trộn các cà phê sạch, cà phê nguyên chất như thế nào. Có vẻ như ly cà phê trộn nó đang lắng xuống nữa. Đây chính là những cái sản phẩm phụ gia khi trộn vào cà phê, đó là đậu tương, là bắp ngô rang cháy. Khi mà gặp nước thì cái tỷ lệ bột trong bắp và đậu tương nó cao, nó ngập nước, gặp nước nó ngấm, nó lở ra và nó sẽ chìm xuống dưới. Ngay tức khắc bằng mắt thường các bạn nhìn thấy nó đang chìm. Rồi. Đấy, chìm từng tảng một luôn. Và cái lượng cà phê còn lại ở trên mặt ly đó chính là cà phê. Và bằng mắt thường các bạn nhìn thấy là cái thành phần tỷ lệ cà phê nó rất là ít. Đấy, các bạn thấy chỉ trong vòng khoảng chưa đến một phút nó đen xì rồi. Đây chính là cái caramel được đốt cháy là thêm vào để tạo ra cái màu sắc của cà phê. Các bạn đang sử dụng, các bạn nhầm tưởng đó là cái màu sắc của cà phê, thực tế thì không phải. Đấy là một cái các bạn có thể là rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình khi mình sử dụng một cái sản phẩm cà phê sạch, yên tâm về sức khỏe và thực sự là sáng tạo và khơi nguồn cảm hứng. Còn bên này các bạn hướng sang bên này, đây là một ly cà phê sạch sử dụng cà phê nguyên chất tại cà phê Tuấn. Thì các bạn thấy là rất lâu khi mà quá trình ngấm nước vào thì nó rất là lâu bởi vì nó là cà phê sạch nguyên chất. Cái hàm tỷ lệ độ ẩm rất là thấp, quá trình rang xay người ta đã gần như là chỉ có 1-2% độ ẩm, đâm ra nó sẽ không rơi xuống nước trong quá trình mà chúng ta cho vào nước cùng với nhau.
gần như không tan luôn nhỉ. Và màu sắc thì các bạn nhìn thấy bằng mắt thường là thấy nó không thay đổi màu sắc. Đơn ra khi mà một ly cà phê sạch, cà phê nguyên chất mà pha ra để mình sử dụng thì các bạn thấy là cái màu nước bao giờ là màu nước canh rán. Canh rán chứ không phải màu nước đen xì như thế này. Đây là cái này là các bạn phải lưu ý. Thế cái cà phê trộn kia là cà phê có thể nói là đang sử dụng ở trên thị trường. Đúng không? Ở các thương hiệu nổi tiếng. Đúng không? Đây là mình cũng xin bật mí với các bạn một tí vì cái lý do pháp lý này mình không thể là cung cấp được đầy đủ. Nhưng mà đây là một cái sản phẩm của một thương hiệu tương đối nổi tiếng đang sử dụng trên thị trường. Và hiện tại thì thành phố Lào Cai chúng ta thì cũng rất nhiều quán đang sử dụng. Đây là mình chỉ lưu tâm với các bạn để khi các bạn có thể là tự tìm hiểu và chọn sử dụng cho mình những cái quán người ta sản phẩm bán cà phê trộn hay là cà phê đúng nguyên chất đấy, để mình có cà phê nguyên chất là xay từ hạt này ra đúng không nhỉ? Đúng rồi. Cà phê nguyên chất thì đây giới thiệu với các bạn, đây chính là hai cái sản phẩm đặc thù của cà phê Tuấn. Trên tay tôi đây chính là cái hạt Arabica, một cái hạt thương phẩm rất là đặc biệt và rất là nổi tiếng của Mocha Cầu Đất. Cái này là sản xuất ở khu vực Lâm Đồng, đấy là một cái huyện mà trồng được ra cái sản phẩm này và có cái ưu nhược điểm và những cái phẩm chất tốt nhất của hạt. Còn đây là hạt Robusta, là một cái hạt mà sản lượng cà phê của Việt Nam mình là xuất khẩu nhiều nhất, nó là đứng thứ hai thế giới chỉ sau Brazil thôi. Thì đây là những cái sản phẩm mà cà phê Tuấn đang sử dụng. Thì cũng chia sẻ với cả tất cả các bạn xem clip để các bạn thể biết được và chúng ta có những cái nhìn nhận đánh giá đúng và chọn cho mình những cái cửa hàng cũng như những quán cà phê đủ những cái chỉ tiêu về chất lượng và khi sử dụng thì chúng ta yên tâm, nó sạch, nó mang đến một cuộc sống sạch và một cuộc sống vui tươi và một cuộc sống thật sự là an lành. Ok, cảm ơn các bạn. Rồi. Cảm ơn đồng chí Tuấn đã cho chúng ta trải nghiệm những phút giây cũng như là chia sẻ những thông tin rất hữu ích về hai sản phẩm cà phê nguyên chất và cà phê sạch. Đây là hai cốc mà chúng ta vừa test thử đấy ạ. Một cốc bên tay trái của chúng ta thì nó vẫn còn nguyên cà phê và chưa lắng đọng xuống, và đấy là cà phê nguyên chất. Và cốc bên tay phải của chúng ta thì đây là cà phê trộn, nó có rất nhiều caramel như trên mặt bạn Tuấn chủ quán cà phê nói. Và sau khi đổ vào trong cái cốc thì chỉ ít phút thôi là nó đã lắng xuống và màu nó tỏa lên màu đen như thế kia. Và đây là những cái sản phẩm cà phê trộn có thương hiệu và các quán cà phê đang sử dụng ở trên thị trường. Đó nên quý vị và các bạn uống cà phê thì chúng ta cũng có thể là lưu ý nên lựa chọn cái sản phẩm cà phê nào để tốt cho sức khỏe cũng như